Rồi, xin chào bạn con. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bài tập 2.6 trong phần bài tập về hàng đẳng thức, sách giáo khoa toán 8, sách kết nối tri thức. Đề bài cho là chứng minh rằng với mọi n thuộc tập số tự nhiên thì ta có cái biểu thức này chia hết cho 4. Mình đang học hàng đẳng thức và mình nhìn vào đây, mình thấy bóng dáng của hàng đẳng thức đúng không? Vậy thì mình sẽ biến đổi là ta có n cộng 2 bình phương trừ n bình phương bằng. Đây là biểu thức A cộng B bình phương. Thầy nhắc vào đây cho bọn con nhớ nhé. Học hàng đẳng thức là cứ phải nhắc đi nhắc lại như thế này này. A bình phương cộng 2AB và cộng B bình phương. Vậy vào đây viết luôn. A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương. Xong rồi, trừ N bình phương. Cái chỗ này này là của cái đầu tiên. Rồi nó sẽ bằng gì? Nó bằng N bình phương cộng 4N cộng 4 trừ N bình phương. Và trừ đi thì nó hết. Vậy nó còn 4N cộng 4. Và chúng ta nhóm 4 ra ngoài, bên trong là N cộng 1. Thế thì 4 nhân với N cộng 1, vì 4 thì chia hết cho 4, nên 4 nhân với N cộng 1 nó sẽ chia hết cho 4. Vậy kết luận của mình, N cộng 2 bình phương trừ N bình phương thì sẽ chia hết cho 4 với mọi n thuộc vào tập các số tự nhiên. Đúng chưa nào? Thế thôi. Còn tất nhiên chúng ta cũng có thể dùng hàng đẳng thức là A bình phương trừ B bình phương bằng A trừ B nhân A cộng B. Vào đây chúng ta làm một cách khác, đó là ta có n cộng 2 bình phương trừ n bình phương, thì mình sẽ viết là A trừ B nhân với A cộng B. Đúng chưa? Vậy kết quả ở đây là gì? Hết n đi, còn 2 nhân với 2n cộng 2. Thì mình lại để là 2 ra ngoài, xong cái này nhóm 2 ra ngoài, bên trong n cộng 1, 2n cộng 2. Thì kết quả sẽ bằng 4 nhân n cộng 1. Và tất nhiên cái này chia hết cho 4 với mọi n thuộc vào tập số tự nhiên. Có điều phải chứng minh, đúng không nào? Đó.